Các bác cờ vàng nên cảm ơn Việt Cộng. Ở video trước, sự việc Ares đã cùng quý bạn tìm hiểu cái ơn thứ nhất của Việt Nam Cộng sản đối với các bác cờ vàng ba sọc, đó là cái ơn tha mạng. Trong video này chúng ta cùng đến với một loạt các ơn huệ mà Việt Cộng dành cho các bác cờ vàng nữa nhé. Hai, chương trình HO, chương trình nhân đạo. Từ năm 1990 Việt Nam đã hợp tác với Mỹ để đưa các bác sang Hoa Kỳ định cư nếu muốn. Trong chương trình HO điều kiện của Mỹ lúc đầu chỉ nhận những người đã học tập 7 năm. Việt Nam không chịu, muốn Mỹ nhận hết mấy triệu lính và thương phế binh. Cuối cùng họ đồng ý là nhận từ 3 năm trở lên. Có bác bị thiếu vài tháng không được đi thì tiếc vô cùng. Có người phát biểu nếu biết thế thì xin ở lại trại thêm vài tháng nữa để đủ tiêu chuẩn đi Mỹ. Như thế học tập cải tạo là ân huệ, là cơ hội, chứ có phải đầy đọa đâu. Sở dĩ có chương trình này là phía Mỹ họ cảm thấy lương tâm cắn rứt khi họ bỏ rơi các bác năm 1975, do đó bây giờ tìm cách vớt vát. Phía Việt Nam nhận thấy các bác không hòa hợp được với hoàn cảnh mới của đất nước. Thôi thì ai muốn đi đâu thì đi, nhà nước tôn trọng sự tự do của các bác. Chứ nếu nhà nước muốn đầy đọa các bác, họ không hợp tác với chương trình HO thì chẳng ai làm gì được. Còn những người bạn của các bác không đi Mỹ bây giờ cũng ăn nên làm ra, con cái thành đạt vấn đề sang Mỹ định cư là một mơ ước của dân các nước nghèo. Họ tốn biết bao nhiêu tiền của và công sức mà chưa chắc đã được Mỹ chấp nhận. Ví dụ đi bằng đường kinh doanh phải có trong ngân hàng ít nhất nửa triệu đô, đi bằng đám cưới giả phải chi tối thiểu là 70 ngàn, vượt biển thì phải có vàng và may rủi, còn dân mẻo vượt biên thì chịu bao khổ nhục vì kỳ thị. Ngay cả nhiều bác cờ vàng bây giờ cũng kỳ thị dân mẻo vượt biên, nói gì dân da trắng. Còn các bác sau khi học tập cải tạo về, có ngay visa và vé máy bay sang mỹ so với những người di dân khác các bác là những người đẻ bọc điều chỉ học tập vài năm là đủ điều kiện định cư việc này thành tựu được là nhờ chính sách nhân đạo của nhà nước việt nam đã đấu tranh với mỹ cho các bác được định cư đây là cái ơn thứ hai cho đi mỹ ba vinh thân phì gia từ khi sang mỹ các bác cố lao động để kiếm sống hy sinh đời bố củng cố đời con các bác theo phương châm đó của nhà nước để nuôi sống gia đình nhờ sự nỗ lực cần cù cuộc sống ổn định con cái được vào học tại các trường của mỹ điều mà tất cả học sinh trên thế giới mơ ước gia đình họ phải chi phí hàng năm mấy chục ngàn đô la để cho học sinh xuất sắc du học còn các bác thì không tốn đồng nào ngày nay con cái của các bác nhiều người đã thành tài nếu nhà nước việt nam không tạo điều kiện dễ dàng cho các bác đi định cư thì làm sao quý bác có ngày nay trong lúc quê hương đang trong hoàn cảnh nguy khốn thù trong giặc ngoài đất nước tan nát kinh tế lụn bại, tuy đang cần nhân lực cho công cuộc bảo vệ và tái thiết xứ sở nhưng nhà nước vẫn để cho các bác ra đi về vùng đất hứa. Đây là cái ơn thứ ba, con cái thành đạt. 4. Khúc ruột ngàn dặm Người Việt ai cũng nhớ cội nhớ nguồn, thương quê cha đất tổ. Hiểu rõ tâm trạng của các bác như thế nên nhà nước tạo cơ hội cho các bác giúp đỡ gia đình, bà con họ hàng trong nước. Có người xấu mồm xấu miệng bảo gửi tiền về nuôi Việt Cộng, các bác gửi tiền về nuôi gia đình nuôi bà con của các bác chứ có gửi cho cộng sản đâu không lẽ bà con của các bác là cộng sản hết thật vô lý vì quá rõ điều này nên bà con gửi tiền về giúp gia đình càng ngày càng nhiều ngoài chuyện gửi tiền nhà nước còn tạo cơ hội cấp visa để quý bác về thăm quê cha đất tổ hiểu rõ tâm trạng của người sống xa quê lúc nào cũng đau đáu nghĩ về nơi chôn nhau cắt rốn của mình trong tình dân tộc nghĩa đồng bào nhà nước đã giang tay chào đón những người con xa xứ. Trong tình nhân đạo giữa con người và con người, nhà nước đã tạo điều kiện cho mối thân thuộc trong ngoài được nối kết. Tuy nhà nước biết rất rõ các bác ở Mỹ vẫn ra rã chữ Cộng sản và cầm cờ ba sọc đi biểu tình chống chính quyền Việt Nam. Nhưng nhà nước không quan tâm vì họ hiểu rằng số người chống đối thật sự chỉ là thiểu số. Đại đa số chỉ hùa nhau màu mè cho xong chuyện thương cha chớ chọc ăn mày để tránh bị trục mũ Cộng sản và để được danh nghĩa tị nạn chính trị. Hơn nữa khi các bác hò hét đã đảo là để xả xú bắp cho tâm trí bớt căng thẳng trong cuộc sống lưu đầy buồn thảm từ địa vị ăn trên ngồi trốc ngày xưa bây giờ phải lao động trong hãng xưởng. Nghĩa là chống cộng cho khỏi điên. Đây là cái ơn thứ tư, nối kết tình thân. năm Mối duyên xa xăm. Sau khi cuộc sống đã ổn định, con cái đã lớn. Bây giờ là lúc dựng vợ gả chồng cho con cái. Từ khi sang Mỹ đến giờ, cả nhà đầu tắt mặt tối, cha mẹ lo làm, con cái lo học. Tụi nó đứa thì học được, đứa không, tiếng Anh tiếng U cũng đại khái. Bây giờ muốn lập gia đình với người Mỹ cũng khó vì ngôn ngữ và văn hóa khác biệt. Nói chuyện với nhau dùng động từ tu quơ là chính. Không lẽ vì trở ngại đó mà bắt tụi nó ở giá thì tội nghiệp quá. Lấy Mỹ trắng thì vớ không tới, còn Mỹ đen thì dân ta vốn không ưa. Tôi nhớ những anh được rựa vượt biên trong những năm 80 thì đành chịu chết vì đa số người vượt biên là đàn ông con trai, còn đàn bà con gái lúc đó rất hiếm. Nhà ai có con gái như bắt được vàng. Các ông gia bà gia tương lai này kén cá chọn canh đủ kiểu. Anh nào vớ được các cô này? Cũng trầy da tróc vẫy. Các cô xấu xí ế ẩm sang đây đều được liệt vào loại hàng quý hiếm. May thay trong lúc tuyệt vọng đó thì nhà nước có chính sách phát triển du lịch và quan hệ với Mỹ cũng cởi mở hơn kiều bào có thể về quê thăm thân nhân, cũng như kết hôn, đoàn tụ. Nhờ chính sách này mà nhiều cặp tình nhân gian dở được tái hợp, nhiều mối tình thời học trò được tiếp nối, và các bác trâu già muốn gặm cỏ non cũng thừa thắng sông lên. Đây là cái ơn thứ năm cho kết hôn. 6. Kinh doanh điền thổ Sau mấy chục năm sinh sống tại hải ngoại, đa số người Việt đã an cư lạc nghiệp. Tiền bạc rủng rỉnh, nhưng chỉ gửi ngân hàng hay mua vàng vì không quen kinh doanh tại Mỹ trong những năm gần đây nhiều việt kiều có nhu cầu làm ăn tại quê nhà những người này đã mua nhà cũng như kinh doanh điền thổ điều này sở dĩ hiện thực là nhờ vào chính sách thông thoáng của chính phủ về vấn đề quốc tịch quốc hội việt nam đã quy định những người nào sinh tại việt nam đều là công dân việt nam nhờ quy định này nhiều việt kiều đã có hộ chiếu việt nam cũng như quyền công dân từ đó có thể đứng tên tạo mãi nhà đất trước đây trong giai đoạn đất nước khó khăn về kinh tế bất ổn về an ninh chiến tranh biên giới đang tiếp diễn thì người nước ngoài kể cả Việt Kiều phải chịu những quy định khắc khe. Lúc đó không ai được phép đứng tên mua nhà. Nếu có mua họ phải nhờ bà con đứng tên hộ. Thế nhưng hậu quả cay đắng, Việt Kiều mất trắng tài sản. Biết được tệ trạng đó, nhà nước đã ban hành quy định mới để mọi người Việt sinh sống tại nước ngoài đều có quyền sở hữu tài sản tại Việt Nam. Đây là cái ơn thứ sáu cho quốc tịch. 7. Lá rụng về cội từ năm 2000 đến nay, có nhiều Việt Kiều đã hồi hưu và hồi hương. Vì nhiều lý do, cuộc sống buồn bã tại xứ người, tiền hưu không đủ sống, khí hậu lạnh lẽo, bị đối xử phân biệt, nhớ nước, nhớ quê. Đất nước với con người như có một sự ràng buộc linh thiêng. Cho dầu đi đâu ở đâu, người Việt luôn nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Giọng nói một mạc, câu hò tiếng hát, hương vị đặc sản quê hương là những gì thân thiết nhất trong cuộc sống mà không ai có thể thiếu được như con cá hồ sau khi sinh ra, lang thang ra biển để sống, đến lúc trưởng thành chúng quay trở về nơi sinh ra để đẻ trứng rồi chết. Tâm trạng người Việt tha hương cũng thế, lúc trẻ bôn ba xứ người, lúc già cũng muốn về quê an dưỡng vui thú điền viên và gửi lại nắm xương tàn trong lòng đất mẹ. Từ sự ràng buộc thiên liên đó đã thôi thúc dân Việt tìm về cố hương. Hơn nữa từ sau bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2020, nạn kỳ thị Á Châu gia tăng, dịch bệnh hoành hành, do đó rất nhiều người việt muốn trở về quê hương để gây tị nạn kịp kỳ thị và tránh dịch từ đó mọi người nhận ra rằng không đâu hạnh phúc bằng quê mình ta về ta tắm ao ta dầu trong dầu đục ao nhà vẫn hơn vòng tròn của đời người được khép lại chiếc lá lìa cành để trở về cội gốc của nó việt nam vẫn luôn là nơi trú ẩn an toàn cho dân việt như gà mẹ gian rộng đôi cánh che chở cho gà con khi bị lâm nguy nhà nước việt nam cũng thế lúc nào cũng hoan nghênh giúp đỡ kiều bào hồi hương đây là cái ơn thứ bảy, sự che chở. 8. Thương cội nhớ nguồn Mỗi người ai cũng có gốc rễ của mình. Gốc có vững thì cây mới lớn mạnh được. Như cây trong vườn, mỗi cây có một bản chất từ đó đơm hoa kết trái. Còn những cây mất gốc thì không thể tồn tại lâu bền được. Tại hải ngoại phần lớn những người trẻ thường rơi vào tâm trạng bơ vơ, Mỹ cũng không phải Mỹ, việc cũng chẳng phải việc họ như những cô hồn vất vưởng đói khát những thức ăn về tinh thần về văn hóa những em nói được tiếng việt còn cảm thấy đỡ tuổi thân còn những em không biết tiếng việt thì hoàn toàn lạc lõng trong trạng thái vong bản cha mẹ nhiều khi không ý thức được nỗi khổ đó các em lớn lên trong sự què quặt về văn hóa và mất tự tin trong cuộc sống tôi biết có những em lớn lên tại nước ngoài nhưng tìm cách về việt nam để học tiếng việt để yêu thương quê hương việt nam các em làm thế để tìm sự bù đắp cho những thiếu thốn về văn hóa tâm linh lòng tự tin tự tôn và tự hào về gốc gác tổ tiên dòng họ về đất nước hào hùng về dân tộc bất khuất đây cũng là lý do tại sao cha mẹ thì chống cộng còn con cái thì theo cộng con hơn cha là nhà có phúc quyết định bỏ nước ra đi là quyết định của quý vị nhưng đừng chặt đứt gốc rễ của con cháu vì nếu làm như thế quý vị đã chặt đứt mạch nguồn văn hóa tâm linh trong đời sống tinh thần của con cháu cho dầu các em mỹ hóa đến đâu cũng không trở thành mỹ trắng khi màu da nước tóc của các em không thay đổi. Nếu quý vị giữ được gốc Việt vững bền trong các em, thì các em sẽ sống mạnh, sống khỏe, phát triển bền vững từ vật chất đến tinh thần. Con cháu quý vị sẽ không bị mất gốc. Gốc rễ đó chỉ tìm thấy tại quê hương, nơi quê cha đất tổ. Đây là cái ơn thứ 8, cội nguồn quê mẹ. Kết luận qua những phân tích trên chúng ta thấy về phương diện cá nhân các bác chịu nhiều ân nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam. Như thế tại sao các bác vẫn chống cộng? Có phải vì bị đi học tập cải tạo? Được đi học tập là một ân huệ lớn như đã phân tích ở trên. Hay là trong gia đình có người bị cộng sản giết? Cuộc chiến Việt Nam đã tiêu hao đến 4 triệu con người tại hai miền, không có gia đình nào không có người chết trong chiến tranh. Nếu miền Nam căm thù miền Bắc và miền Bắc căm thù miền Nam thì đến bao giờ hận thù mới? Chấm dứt. Con cháu chúng ta tội tình gì phải tiếp tục gánh chịu những oan nghiệt đó? Tôi nhớ câu chuyện quan công đòi trả đầu. Vào một đêm rằm, thiền sư phổ tịnh đang tỉnh tọa, bỗng nghe trên không oan hồn quan công đang cởi ngựa cầm đao la hét, hãy trả đầu cho ta. Phổ tịnh gọi quan công xuống và nói, thế còn đầu nhan lương, văn sủ, và năm vị tướng thủ thành bị ngài chém chết thì ai đòi? Quan công tỉnh Ngộ và xin quy y Phật. Các bác thù cộng sản vì cộng sản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo. Định nghĩa cộng sản tam vô là định nghĩa của cần lao công giáo trong thời chiến tranh cho mục đích tuyên truyền. Bây giờ nếu các bác nhìn các cán bộ cộng sản từ nhỏ đến lớn ai cũng có gia đình, cũng có tín ngưỡng và đều yêu nước thì lý thuyết tam vô không có chỗ đứng. Có thể nói nhiều cán bộ cộng sản có niềm tin tôn giáo và yêu nước sâu sắc hơn một số những người gọi là tướng tá quan chức chính quyền miền Nam trước đây. Khi sang Mỹ, họ sẵn sàng vì một vài lợi ích vật chất nhỏ nhoi mà đạp đổ lưu hương bát nước của tổ tiên dòng họ, bỏ đi lòng tự trọng để ê rửa tội làm tín đồ tà đạo. Các bác đòi phục quốc. Nước có mất đâu mà phục quốc, có mất chăng là mất chế độ tay sai miền Nam. Các bác đòi lật đổ chính quyền cộng sản. Các bác lấy gì mà lật? Ngày xưa một triệu lính Việt Nam Cộng Hòa và trên nửa triệu lính Mỹ không thắng được cộng sản, thì bây giờ làm sao mà lật các bác hy vọng là mỹ sẽ lật dùng rồi bồng các bác về đặt lên ngai vàng các bác nghĩ mỹ có làm như thế không đặt trường hợp quý bác có lực lượng quý bác có lật dùng cho ai không thật ảo tưởng giả dụ cộng sản bị lật rồi ai sẽ về lãnh đạo đất nước nếu mấy bác cờ vàng chống cộng bên này về lãnh đạo thì đất nước sẽ tan nát và dân tộc rơi vào vòng nô lệ vì ngay một cái cộng đồng nhỏ xíu bên này còn bị các bác chụp mũ đánh nhau chí chóe huống gì một đất nước thật ra chuyện chống cộng chỉ là ảo tưởng ngụy tạo cho mình một chính nghĩa để gây quỹ lừa tiền dân nhẹ dạ mà thôi còn cái cờ vàng mà quý bác tôn thờ lâu nay là cái cờ đã khiến nước mỹ thua trận nhục nhã các bác ngây thơ cứ hãnh diện trưng ra để ghi công với bu nhưng quý vị không hiểu là quý vị làm thế chỉ khơi lại sự đau thương tủi nhục của nước mỹ nếu hiểu xuất xứ nô lệ của lá cờ đó các bác còn tiếp tục làm nhục dân tộc việt nam đầu năm nay các bác còn hồ hởi cắm nó lên nóc tòa nhà quốc hội để biến nó thành lá cờ khủng bố và các bác trở thành quân phiến loạn. Nếu bị truy tố trục xuất, thì chỉ có Việt Nam gian tay đón nhận các bác mà thôi. Các bác suy nghĩ đi. Bao nhiêu năm chúng ta bị nhồi sọ vì những tuyên truyền sai lầm đã bôi đen hình ảnh của đảng Cộng sản, cũng như phủ nhận tất cả công lao của họ đã đóng góp cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Nếu bình tâm suy nghĩ chúng ta sẽ thấy mình chịu ơn đảng Cộng sản Việt Nam quá nhiều. Dưới đây là sơ lược một vài công đức nổi bật của Đảng Cộng sản Việt Nam. Một, sau khi thực dân Pháp xâm lăng Việt Nam, khắp cả nước biết bao phong trào ái quốc đứng lên đấu tranh giành độc lập từ phong trào Cần Vương, Văn Thân, Đông Du, Duy Tân, Đông Kinh Nghĩa Thục, quốc dân đảng nhưng tất cả đều thất bại. Chỉ có Đảng Cộng sản đã thành công trong việc đánh đuổi thực dân, đế quốc giành lại độc lập cho đất nước. Hai, ai đã cứu dân ra khỏi nạn đói năm 1945? đảng Cộng sản đã phá kho thóc của Nhật để cứu đói. 3. Ai đã làm cho nhân dân toàn thế giới nể phục với chiến thắng điện biên phủ hào hùng, là ngọn đút soi đường cho các dân tộc Á Phi và Mỹ Latin trong công cuộc đấu tranh giành độc lập? Câu trả lời vẫn là đảng Cộng sản Việt Nam. 4. Ai đã đánh thắng các đế quốc đầu sỏ thế giới như Mỹ, Pháp, Nhật, Tàu? Câu trả lời vẫn là đảng Cộng sản Việt Nam. 5 ai đã duy trì văn hóa việt nam trước sự xâm lăng ồ ạt của văn hóa tây phương thiên chúa giáo câu trả lời vẫn là đảng cộng sản việt nam nếu không có đảng cộng sản thì việt nam đã mất văn hóa tín ngưỡng như philippines và mãi mãi chỉ là một nước nô lệ lạc hậu nghèo đói mà thôi nhân dân việt nam sẽ không bao giờ dám ngẩng cao đầu đứng thẳng làm người các bác nên nhìn lại để đánh giá đúng đắn và bày tỏ lòng tri ân đối với đảng cộng sản việt nam vì cộng sản đã tha mạng cho các bác tạo điều kiện cho các bác được sang Hoa Kỳ vinh thân phì gia, cũng như không cắt đứt mối dây liên hệ tinh thần của các bác với quê hương. Ngày 30 tháng 4 là ngày chiến tranh chấm dứt, chế độ ngụy quyền cáo chung, đất nước thống nhất. Trong cái rủi có cái may, nhờ sự thay đổi chính thể này mà các bác có lý do để được định cư tại các nước Tây Phương, con cháu các bác được học hành thành tài. Bây giờ các bác cũng gần đất xa trời, để được thanh thản ra đi, không hổ thẹn khi gặp tổ tiên nơi chính suối, và để cho con cháu còn tôn trọng mình, các bác hãy quan đao để thành Phật thành tâm sám hối với dân tộc về những lỗi lầm mà các bác đã gây ra cho bản thân, dòng họ và đất nước. Kể từ nay đề nghị các bác nên lấy ngày 30 tháng 4 làm ngày lễ tạ ơn Đảng Cộng sản Việt Nam. Và hãy tự hào về đất nước Việt Nam quang vinh, cũng như hãnh diện được làm con dân nước Việt. Cảm ơn quý bạn đã theo dõi video, các bạn có đồng ý với bài viết của tác giả không? Hãy để lại ý kiến bình luận nhé! Hãy cho tác giả Giang thượng một like nha các bạn! Các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất của Sử Việt Ares vào lúc 19h30 hàng ngày nhé ạ. À. Xin chào và hẹn gặp lại.